Thưa quý vị, tiểu mục nhận diện tuần qua đã được phát sóng trên kênh truyền hình Thông Tấn và nhận được rất nhiều sự quan tâm của khán giả về vụ việc lùm xùm ở Tịnh Thất Bồng Lai. Và ngày 5 tháng 11, tại buổi họp báo định kỳ Bộ Nội vụ, đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ đã tiếp tục thông tin rõ hơn về cơ sở này. Theo đó, lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng để xác minh, làm rõ và xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật. Tại cuộc họp, Ban Tôn giáo Chính phủ khẳng định Tịnh Thất Bồng Lai, tọa lạc tại xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, là cơ sở gia đình riêng của bà Cao Thị Cúc. Lúc đầu xây nhà để ở, sau đó tự ý vận chuyển tượng Phật, đồ thờ cúng để biến nơi này thành cơ sở thờ tự bất hợp pháp. Theo khẳng định của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đây không phải là tự viện Giáo hội Phật giáo Việt Nam hợp pháp do Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An quản lý và đã đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Long An và các cơ quan liên quan xác minh, xử lý những vi phạm của cơ sở này. Còn theo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An, sau khi kiểm tra, cơ sở này có nhiều sai phạm như vi phạm trật tự xây dựng trên đất nông nghiệp, nhận nuôi trẻ chưa đảm bảo quy định của pháp luật. Và cái vụ việc này thì có dấu hiệu của cái việc lợi dụng tôn giáo để trục lợi. Mặc dù bà Cao Thị Cúc khẳng định là bà thờ tượng Phật tại gia, không phải sinh hoạt tôn giáo, tụ tập trong quá trình làm việc thì cái ông Lê Tùng Vân là cái ông sống cùng với bà Cao Thị Cúc này thì cũng khẳng định đây là không phải là chùa, là nhà riêng của chúng tôi. Tuy nhiên thì cái cơ sở này vẫn treo cái biển cơ sở tôn giáo, như vậy là có hoạt động vi phạm. Ban Tôn giáo Chính phủ cho biết sẽ tiếp tục đề nghị tỉnh Long An và các cơ quan chức năng liên quan xác minh, làm rõ những nội dung có liên quan và xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Và có thể nói, trước khi bị chính quyền xử phạt hay là xuất hiện nhiều trên báo chí, thì Tịnh Thất Bồng Lai đã có một thời gian dài có các dấu hiệu lợi dụng tôn giáo để trục lợi. Vậy quá trình hình thành của cơ sở này như thế nào và tại sao địa điểm này bị đưa ra ánh sáng? Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi qua phóng sự ngay sau đây. Tịnh Thất Bồng Lai còn có tên khác là Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ, ở ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Được thành lập từ năm 2014, là nơi ở của gia đình bà Cao Thị Cúc. Đến năm 2015, ông Lê Tùng Vân trở thành chủ trì của nơi này. Đức Phật cũng khuyên răn và quy định để những tu sĩ Phật giáo không được tham gia các cái hoạt động vui chơi giải trí. Tại thời điểm đó, Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng đã lên tiếng khẳng định đây không phải là nhà tu hành Phật giáo, và những nhà tu hành Phật giáo chân chính thì sẽ không tham gia những cái hình thức thi, các cái cuộc thi, các cái hoạt động mang tính chất giải trí như vậy, đặc biệt là những sự kiện được phát trên sóng truyền hình. Trao đổi với chính quyền địa phương, đại diện xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa cho biết, tại địa phương có 3 trẻ đăng ký khai sinh và đều sinh sống với mẹ tại Tịnh Thất. Còn nhiều cháu khác được đăng ký khai sinh ở những xã khác trên địa bàn. Thì ở địa phương thì quản lý đăng ký khai sinh đối với 3 em. Một là Lê Thanh Mẫu Nghi, mẹ là Lê Thanh Kỳ Duyên. Rồi Lê Thanh Pháp Dương, mẹ là Lê Thanh Kỳ Duyên. Thứ ba đó là em Lê Thanh Minh Triết, mẹ là Lê Thanh Huyền Trang. Các em đều có mẹ mà không có cha. Còn lại một số em đăng ký khai sinh ở địa phương khác. Gặp gỡ những người hàng xóm sống xung quanh, họ cho biết Tịnh Thất luôn cửa đóng, then cài. Sống ở đây nhiều năm nhưng chưa một lần vào trong. Cơ sở được xây tường cao, che chắn kín, cách biệt hoàn toàn với xung quanh. Cái Thiền Am và Vũ Trụ này là coi như đóng cửa xuyên suốt là 24/24. Khi mà người dân nào mà người ta tới để liên hệ thì phải bấm chuông gõ cửa, nhưng mà ở trong đó cũng không có tiếp. Ông Lê Tùng Vân, người đứng đầu cơ sở thờ tự Phật giáo giả danh này, từng mở một cơ sở với hình thức tương tự mang tên Trại Dưỡng Lão Cô Nhi Thánh Đức tại huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh từ năm 1990 đến năm 2007. Trong giai đoạn đó, cơ sở Thánh Đức cũng tự nhận là nuôi trẻ mồ côi, người già không nơi nương tựa và tiếp nhận các khoản từ thiện từ khắp nơi đổ về. Đến năm 2007, cơ sở Thánh Đức bị phanh phui, chính quyền Bình Chánh dẹp bỏ. Ông Lê Tùng Vân im ắng một thời gian mới về nhà bà Cúc tạo dựng Tịnh Thất Bồng Lai với hình thức y hệt nhưng biến tướng tinh vi hơn, có sự tiếp tay của truyền thông, mạng xã hội để phô trương trục lợi.